xin chào các bạn, mời các bạn cùng đến chợ Đồng Mỏ ngày mùng 10 tháng 9 để xem các anh chị dân tộc Nùng hát thi. Ở phía bên đường có rất nhiều các cặp đôi đang hát dưới kia nữa, chúng ta sẽ cùng lắng nghe nhé. Alo, anh vừa xuống đến đây xong em xuống chưa? Đang đâu? Thế à? Lên đẹp bén đẹp hơn. Anh vừa lên đây rồi. Chiều à? Thầy đầm lắm đi hắn đấy. Nó quay trong bên kia thôi, cái lỗ thu ở bên này thôi mà.
xuống dưới kia nó dốc, nó gần, nó không nhìn thấy. Yeah.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
làm chứ. Yeah. 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 Ye
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Quay là mấy phút rồi anh.
sợ nó. Quan trọng là bây giờ người uống rượu nhau, người người có phản mặt. Cho bên đi sẽ đủ dù thì ai sau này. Nhà là đi đâu đó ta tổ là không. Ôm ra. Nghe đi. Uống rượu, uống rượu phản mặt. Trong quán là quán. Nhà là đấy đưa cho ba bình xứ gì vậy? Cái hàng nước còn đây được tôi gọi là gì nào? Con đang ở ngoài đi chợ, chúng tôi là hàng nào?